Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với phim 10 phút. Mình là Thùy Linh. Video này sẽ là nội dung của phần thứ 2 trong bộ phim hoạt hình Vũ Canh Kỷ. Và trước khi bắt đầu video, các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để được nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tập 1, khung cảnh mở đầu là những xác chết đang treo lơ lửng trước thành Triều Ca. Hai cha con Vũ Vương xuất hiện, bọn họ đến gần cọc treo trụ vương. Điều làm cho tên nhi tử ngạc nhiên, tại sao thi thể của những người khác đều bị thối rữa mà trụ vương thì không? Mặc dù trận chiến đã trải qua nhiều năm rồi, có thể hắn là người phi thường, cũng có thể thần hy vọng càng nhiều người hơn thế nữa nhìn thấy kết cục này. Vũ Vương nói với con trai hãy một lòng trung thành với thần, nếu làm trái đạo lý thần tộc thì kết quả sẽ bi thảm như thế này. Sau đó thì bọn họ rời đi, bóng dáng con chim hạc của sứ giả thần tộc bay lượn lờ trên bầu trời, ánh mắt nó tình báo cho ông biết. Tại Ưu Lự, tên sứ giả và Tâm Nguyệt Quỳ đang nói chuyện với nhau, mặc dù trụ vương đã chết nhưng vẫn còn có một kẻ là dự ngôn khiến cho cô ta lo sợ. Tên đó có thể xuất bất ngờ như Phục Hy và mạnh hơn cả nhóm người lưu lạc. Ở một ngọn núi đâu đó có sự xuất hiện của Tử Vong Nhãn Thần và Tùy Phong Khởi Vũ. Tử Vong Nhãn Thần vừa nghe ngóng được tin tức cuộc nói chuyện của Tâm Nguyệt Quỳ và sứ giả nên kể lại. Phía đằng xa còn có thêm một nhân vật nữa. Người này chính là đại nguyên soái của Minh tộc, Nghịch Thiên Nhi Hành, cũng có thể gọi là Di Hành. Nghịch Thiên Nhi Hành nói, trụ vương là người phàm, sau khi chết cơ thể không bị hủy hoại bởi do dự ngôn vì ông mà chống lại. Hơn nữa cũng không bị rơi vào tay của Vĩnh Hằng Chỉ Dạ mà bị trôi giạt ngoài tam giới. Chỉ có thể sinh mạng của ông có liên hệ với một năng lượng nào đó, đại nguyên soái cảm nhận được năng lượng đó rất yếu ớt. Vậy nhưng mà nó khiến cho đại kỳ sư Tâm Nguyệt Quỳ cảm thấy sợ hãi. Rất có thể đây là một loại năng lượng đã ngủ rất sâu rồi chợt bừng tỉnh dậy. Tùy Phong Khởi Vũ nhớ lại lần truy nhật đuổi theo Bạch Thái, tuy là cô nàng chỉ là một người bình thường nhưng trong người như lại có ký tức của thần tộc. Sau đó, đại nguyên soái giao nhiệm vụ cho hai người bọn họ tìm ra thực hư tin đồn Tử Vũ năm xưa đã giết một vị thần, mà thần tộc lại không hề đuổi tận giết tuyệt. Điều này có vẻ không giống với tác phong của họ nên anh yêu cầu điều tra rõ chân tướng. Tại nơi ở của Thập Hình, Tử Vũ cố gắng dùng năng lực của mình lấy thanh kiếm lên nhưng thất bại. Thập Hình đi tới bên cạnh cười nhạo, hắn thất vọng vì anh lúc trước đã mạnh mẽ tới nhường nào, còn bây giờ lại không phá giải được một phong ấn, chẳng khác gì là một phế vật. Thực ra thứ hắn mong muốn đó chính là anh hồi phục để mà đánh nhau một trận. Ở phần cảnh khác, Vũ Canh mơ được gặp nương thân, gặp lại Tử Vũ thúc thúc đang đối chiến với phụ thân, đồng thời cũng lần nữa nhìn thấy Thiên. Không lâu sau, cậu bừng tỉnh dậy, thay vì như mọi khi Bạch Thái ở bên cạnh thì lần này lại chính là A-Lam. Sau đó cậu được dẫn ra ngoài, đây chính là ngày đầu tiên ở đây. Vũ Canh ngạc nhiên khi nhìn những đứa trẻ bọn chúng đều có đôi mắt màu xanh biếc, biểu trưng của thần tộc. Có một người phụ nữ đang mang thai đứng giữa sân chào đón bọn họ. Bà ta tên là Khổng Tước, cũng chính là tộc trưởng của thần ẩn bộ. Không cần nam chính bắt chuyện trước, Khổng Tước đã tiến tới nói chuyện. Trông có vẻ ân cần xem cậu như là con cháu ruột thịt trong nhà vậy. Nhưng mà Vũ Canh nhìn sâu vào đôi mắt của bà ta, trông có điều gì đó thật kỳ lạ. Hình như có ý không tốt cho lắm. Rồi bà ta ra lệnh cho A-Lam đưa cậu tới một căn lều để nghỉ ngơi. Cậu ở bên trong căn lều, ngạc nhiên vì bọn họ thật chu đáo khi mang cả y phục của mình về. Vũ Canh ngẫm nghĩ, không biết cuộc sống nơi này sẽ ra sao, nhưng có lẽ nó cũng tốt hơn khi ở khoáng trường phần nào. Tối hôm đó, A-Lam hẹn Vũ Canh ra nói chuyện. Đúng hẹn tới nơi, cậu mở lời cảm ơn cô vì đã bảo vệ mình trong trận chiến vừa rồi. Đáp lại, A-Lam liền phân trần sự việc về bản thân cậu hiện tại rất yếu ớt, kém cỏi, còn thua những đứa trẻ lên 5, lên 6 tuổi ở đây. Bọn chúng đã biết bắn cung và cưỡi ngựa thuần thục. Vậy nên bắt buộc phải học cách chiến đấu, mà trách nhiệm của A-Lam sẽ là huấn luyện. Có điều sẽ rất vất vả đấy. Nghe được điều này, Vũ Canh vẫn tự tin, sợ cái gì chứ vất vả thì không. Bài học thứ nhất chính là thực chiến. Đối thủ lần này là Vân Trung Tử. Chỉ cần đánh bại Vân Trung Tử mới coi là đạt yêu cầu. Không đợi lâu thêm, đôi bên liền lao vào đánh nhau. Vũ Canh hăng hái lao lên tấn công nhưng bị đối phương bán hành. Gã dùng hồ lô bắn nước làm cho nam chính nằm ngã ngửa, sau đó lao tới đá lên người, đá vào mặt không thương tiếc. Trận chiến tới đây cũng dừng lại. Sau trận tập luyện đầu tiên, cậu bị hôn mê nửa ngày mới tỉnh. A-Lam đưa cho một cái ấm, bên trong có chứa những hạt thuốc. Loại thuốc này giống với loại mà Phục Hy đã từng đưa cho trước đó. Chỉ cần uống thuốc đều đặn, vết nứt xương sẽ nhanh chóng bình phục lại. A-Lam nói thêm, việc truyền hồn độn chi hỏa, tức là ấn ký trên bàn tay của Vũ Canh. Vì làm điều này mà ông đã tiêu hao rất nhiều thần nguyên. Nhớ năm xưa, nương thần cũng dùng cách đó để cứu mạng cậu. Được biết, thần nguyên đối với thần tộc chẳng khác gì sinh mệnh. Điều này cũng có nghĩa là tuổi thọ của Phục Hy đã giảm đi rất nhiều.
Sở dĩ làm như vậy là do sự tồn tại của cậu đặc biệt quan trọng. Cùng lúc đó, có một tên nào đó đứng bên ngoài nghe lén rồi xông vào, hắn truyền lời tộc trưởng cho gọi alarm. Mở đầu tập 3 là màn độc thoại của Vũ Canh. Mới đây đã nhiều tháng trôi qua, cậu cũng hiểu biết hơn một phần nào về đám người này. Nơi này nhìn chung khoảng 60-70 thần dân sinh sống, đủ hết tầng lớp, nam, nữ, già trẻ, bé lớn đều có. Bọn họ phân chia công việc rất rõ ràng, mặc dù đều là thần tộc nhưng không ai sử dụng thần lực. Cứ nửa năm lại đổi chỗ ở một lần theo kiểu phiêu bạt đầy đó, hơn nữa còn mang theo các thần dân đi cùng. Có một tên khác là Tử Điện, người được cho là mạnh nhất ở đây. Bởi được nhiều người tung hô nên hắn chẳng coi ai ra gì. Còn Vân Trung Tử tự xưng mình là phóng khoáng nhưng cực kỳ hung dữ. Vũ Canh bị gã đánh đập tơi bời trong những buổi tập luyện. Hơn nữa ông ta còn tỏ ra rất thích thú với công việc mới này, làm việc rất chăm chỉ và điều đặc biệt chính là uống rượu nhiều hơn uống nước. Ngoài luyện tập, Vũ Canh còn phải học tập. Mỗi ngày sau khi kết thúc việc luyện võ thì A Lam còn lên lớp dạy tất cả các bài học liên quan tới thần tộc cho cậu. Câu nói thần tộc không thể dùng sức mạnh thần lực bừa bãi bởi vì lạm dụng nó quá nhiều sẽ ảnh hưởng sự cân bằng của tự nhiên. Chỉ có hòa hợp với thiên địa mới chính là cách luyện tập tốt nhất. Ban ngày cậu học rèn sắt cùng với thợ rèn là Nguyên Nghĩa, thợ rèn có tay nghề cao nhất tại đây. Nguyên Nghĩa rất thông minh, sáng chế ra rất nhiều loại vũ khí kỳ lạ mà cũng chính vì thế ông rất khó tính trong công việc. Ngoài công việc đó là Vũ Canh còn lên núi để thu nhặt. Hôm đó vô tình cậu tìm ra một loại nấm có thể bào chế làm thuốc chữa bệnh nên quyết định đi tìm nhiều thêm nữa. Cậu đi vào sâu bên trong rừng, đột nhiên nghe tiếng nước chảy nên dừng lại. Cậu dùng tay mở những tán lá cây ra thì thấy bóng dáng của một người con gái đang tắm mát dưới dòng suối. Một cảnh tượng mát mẻ hiện ra và điều đặc biệt là cô gái này không ai khác lại chính là Alam. Mặc dù không muốn nhưng vì Alam quá xinh đẹp nên nhìn thêm tí nữa cũng chẳng sao. Không bao lâu thì cô cũng phát hiện có người tới. Tưởng chừng mình bị bại lộ nên Vũ Canh lúng túng lo sợ. Bỗng dưng tên Tư Điện xuất hiện, thì ra hắn ta cũng nhìn lén như Vũ Canh. Thật ra thì hắn tương tư Alam từ rất lâu rồi. Từ ngày nhận lời huấn luyện cho Vũ Canh, cô đã lảng tránh, né tránh hắn ta, nên hắn đã theo dõi cô tới đây. Tên Tư Điện đó không tin vào lời Phục Khi nói, hắn cho rằng thần ẩn bộ một ngày nào đó cũng sẽ bị loạn lạc. Hôm nay, hắn muốn chiếm đoạt Alam, níu tay cô lại dùng thần lực khống chế khiến cho cơ thể cô bị tê liệt. Đúng lúc hắn định làm chuyện người lớn thì Vũ Canh bước ra, cậu không thể để hắn làm chuyện này được. Mới bước ra liền xin lỗi vì đã làm phiền, sau đó tiện hỏi xem hai người đang làm cái gì thế, có vẻ kỳ kỳ. Tất nhiên là những lời này đang cố tình công kích Từ Điện. Đúng lúc đang vui thì bị quấy phá nên Từ Điện rất tức giận, gã không khách sáo mà Vũ Canh cũng chẳng khách khí nên hai người liền động thủ. Từ Điện bay tới túm lấy cổ nam chính. Đáp lại thì nam chính chơi bài đánh lừa tâm lý rồi dùng cây dao đâm lén vào người đối phương. Lúc đầu hắn ta muốn dạy dỗ cho cậu một bài học nhẹ nhàng, nhưng vì bị nam chính làm bị thương nên hắn phẫn nộ. Hắn tung một đòn khiến cơ thể Vũ Canh tê liệt rồi lao tới ra đòn liên tục. Vũ Canh bị đánh nằm sấp mặt nhưng vẫn cố gắng đứng lên kháng cự lại. Thành quả tập luyện bấy lâu nay cũng có tiến bộ đôi chút, chỉ là so với Từ Điện thì vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lúc này cơ thể của Alam cũng đã cử động được, thấy nam chính đang bị hắn tra tấn, nên cô dùng những con bướm bao vây tấn công Tử Điện. Cô ngỏ lời quyết chiến với hắn một trận, vì không muốn làm hại cô nên hắn quyết định rời đi. Sau trận chiến, vết thương của Vũ Canh khá nặng làm cho cậu hôn mê suốt 2 ngày liền. Lúc tỉnh dậy vẫn là Alam ở bên cạnh, mà tên kia cũng không về nhà. Vũ Canh lo sợ hắn ta sẽ phản bội lại thần ẩn bộ, sợ rằng hắn ta sẽ bẩm báo với thần tộc. Còn Alam thì không nghĩ như thế, nhớ lại trận chiến năm xưa với thần tộc. Hắn là người đứng ra bảo vệ thần dân, nhờ vậy mà cô cùng với Khổng Tước mới thoát chết. Từ đó về sau hắn được tôn sùng là người có sức mạnh cao nhất ở đây. Đó là câu chuyện của 2 năm về trước, không biết ai đã tiết lộ tin đồn, hành tung của mọi người nên thần tộc điều động số lượng lớn binh sĩ, mưu đồ tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù dùng những vũ khí bí mật để phản công lại, nhưng cũng không thể chiến thắng. Trong cuộc chiến đó, phu quân của Alam cũng tham gia, anh ta là một chiến sĩ dũng cảm. Tuy nhiên, đối thủ mà anh đụng độ lại chính là Thập Hình, cho nên đã hy sinh. Tập thứ 5, Alam nói với Vũ Canh về số mệnh, cái gọi là số mệnh chính là cậu. Cô nói bản thân cậu cần có lòng tin. Bản thân cậu lúc này cảm thấy hứng thú và muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng bên kia lại không muốn. Trước khi rời đi cũng không quên hỏi tại sao lại bất thình lình xuất hiện bên sông, để rồi nhìn thấy những gì không nên nhìn. Đáp lại thì Vũ Canh nói ra lý do chính đáng, và thế là Alam không nói thêm nữa. Ban ngày cậu chăm chú học tập kiến thức,
và buổi tối lại cùng với Vân Trung Tử giao thủ. Tới ngày hôm nay thì cuối cùng cũng có thể cùng gã đánh ngang tay, đoạt lấy được bình rượu của gã, chứ không phải bị bán hành như trước đây nữa. Điều này cũng có nghĩa là khóa luyện giờ đây đã kết thúc. Nhưng chính vì điều này mà Vũ Canh lại cảm thấy tự đắc, tự mình khinh thường hai tên nhóc. Thoạt nhìn bọn trẻ này có vẻ giống với 6 hay 7 tuổi, nhưng thực ra đã là 14 tuổi, do đó khả năng sử dụng thần lực cũng đã thuần thục. Cho nên Vũ Canh đã bị bán hành sấp mặt, cơ thể bị chật mấy cái khớp xương. A Lam ở bên cạnh băng bó, đồng thời giảng giải thêm về thần lực. Thần tộc từ 8 tới 15 tuổi thuộc về một giai đoạn, đó chính là thiên khải. Đó là một trong trạng thái rất nguy hiểm. Người của thần tộc ở cảnh giới thiên khải đều cần có trưởng bối ở bên cạnh phòng vệ. Khi thần lực đi vào cơ thể, rất có thể xảy ra hiện tượng cắn trả. Cậu thắc mắc, bộ thân mình cũng là thần tộc, vậy thì không rõ bản thân mình liệu có thần lực không? Về điều này thì A Lam cũng không chắc được. Tự thân mình cảm giác được có thể dùng thần lực nhưng lại không có tâm nhãn nên đành phải tìm phương pháp chiến đấu khác. Sau đó Khổng Tước tới hỏi thăm Do Thám. Nếu cậu đã bị định ước là số mệnh rồi, vậy thì hãy trở thành hình tượng vĩ đại mà mọi người suy nghĩ. Cô nói, nhiều năm về trước, Phục Khí đã nói đứa con số mệnh sẽ tới viết thần ẩn bộ. Ngay cả Thiên cũng phải khiếp sợ sức mạnh của hắn, chỉ là điều này lại không có bất cứ thông tin căn cứ xác thực đáng tin nào. Đáp lại thì Vô Canh cũng thẳng thắn đáp lời, bản thân muốn sau khi tập luyện xong sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng Khổng Tước lại chỉ cười không tin, chuyện về sau thì cậu tự hỏi chính trái tim mình. Đêm đó mọi người vui vẻ ăn uống, lúc này Vũ Canh tự nhủ với bản thân, cậu không nỡ rời đi, mọi người ở đây cũng giống như gia đình của mình. Vì không biết lựa chọn ra sao nên dứt khoát không suy nghĩ nữa. Ngày hôm sau, Vũ Canh vào rừng tìm kiếm thảo dược, trong lúc đang hái hoa, bất ngờ nhìn thấy có gì đó đang động đậy ở bụi cây phía xa. Hóa ra đó là A Mông, toàn thân thể gã là vô số vết thương. Trước khi chết, gã chỉ kịp khuyên cậu hãy nhanh chóng rời đi, thần tộc đang tới. Nơi khác, Phục Hy cảm nhận được chuyện không hay xảy ra. Trên đường trở về, Vũ Canh đụng độ phải một đám người khổng lồ chân to, bị vài tên tấn công. May mắn là A Lam kịp thời đi tới giải cứu, thành công mang người rời đi. Phía đằng xa, Thập Hình cũng xuất hiện, mỉm cười thích thú. Sau khi về tới, mọi người đã chờ sẵn. Phục Hy đi ra nói chuyện, hóa ra chất độc mặc quỷ mộc hạ lên người cậu vẫn còn, vẫn không thể trị tận gốc, chỉ là nó không gây nguy hiểm tới tính mạng. Vì điều này mà Phục Hy đã không đề phòng. Nhưng cũng chính như thế, vị trí của mọi người đã bị bại lộ. Tác dụng duy nhất của độc tố là phát ra một loại mùi hương, dựa vào đó quỷ mộc có thể truy ra vị trí. Hắn buông đôi ba câu khiêu khích với Phục Hy, không lâu sau hắn ra lệnh cho bọn thú nhân xông lên thảo phạt, chém giết đám người của thần ẩn bộ rồi phá tan tành nhà cửa của bọn họ. Phục Hy đối kháng với quỷ mộc, nhưng bây giờ dáng vẻ thư thái chiến đấu của ông đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy khắp nơi toàn bọn thú nhân hoành hành phá hủy tất cả mọi thứ nên Vũ Canh không căm lòng quyết tiến lên động thủ. Cách tấn công bọn này cũng gần giống với đối phó với Ba Diện nên cậu đã có kinh nghiệm từ trước, biết được những đôi chân chính là điểm yếu, Vũ Canh dùng con dao tấn công tới, dễ dàng hạ bệ được bọn chúng. Sau khi giết được một con thú nhân, một tên binh sĩ bay tới tấn công cậu. Tưởng chừng như gục ngã trước chiêu thức của hắn, nhưng thật may cậu được A Lam cứu giúp kịp thời, cô ta kéo tay dẫn cậu bỏ trốn. Bởi vì thần lực của thần tộc mạnh hơn bọn họ không thể đấu trực diện với chúng được, nếu mà ở lại coi như sẽ bị mất mạng. Trước khi thần tộc thu hẹp phạm vi bao vây, Khổng Tước đã chia mọi người thành nhiều nhóm nhỏ. Những người mạnh mẽ đi đánh trực diện, những người còn lại chịu trách nhiệm yểm hộ mở đường lui. Chỉ cần trốn ở trong rừng là sẽ có cơ hội được sống sót, đồ đạc nhà cửa cứ để cho bọn chúng phá. A Lam dẫn Vũ Canh chạy vào một rừng sâu, chạy theo lối ấy không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp nhóm của Khổng Tước. Cô phải quay đầu lại chiến đấu bởi vì đó là trách nhiệm của mình. Còn về phần Vũ Canh phải bảo tồn được tính mạng bởi vì cậu chính là đứa con sinh mệnh như lời Phục Hy hay nói. Nhưng mà cậu muốn cùng cô kề vai kháng chiến, cậu cũng là một phần của thần ẩn bộ. Và Vũ Canh muốn thay chồng của A Lam để bảo vệ cho cô, không để cô ta một mình. Nghe vậy A Lam không biết nói gì hơn, cũng chấp nhận cho nam chính đi cùng. Chưa kịp khởi hành quay lại thì đột nhiên ở đâu có một mũi tên bay tới đâm xuyên cơ thể A Lam. Bọn thú nhân cũng tiến tới, dẫn đầu bọn chúng chính là Thập Hình Đại Thần. Vũ Canh nhớ lại năm xưa chính hắn ta đã giao chiến với Tử Vũ Thúc Thúc ở bên ngoài thành Triều Ca. Tử Vũ không biết sống chết như thế nào, rồi tới tướng công của A Lam cũng bị sát hại dưới tay hắn. A Lam khuyên Vũ Canh hãy chạy đi, bản thân cậu không phải là đối thủ của hắn. Vậy nhưng Vũ Canh lại chọn cách bế A Lam bỏ chạy. Tên đó vươn cung, mũi tên bay ra đâm xuyên qua cơ thể Vũ Canh.
coi như trận chiến này đối với hắn ta kết thúc quá dễ dàng. Sau đó, hắn leo lên vai của một thú nhân tiến lại gần để xem bọn họ đã chết hay chưa. Vũ Canh nằm đó, mắt mở nhỏ, hóa ra là cậu đã né được chiêu vừa rồi nên giả chết. Cậu lao vào tấn công Thập Hình, đá một cước khiến hắn ta ngã xuống đất. Thập Hình từ từ đứng dậy, nhưng Vũ Canh lại chọn cách tẩu thoát chạy mất. Hắn nhớ lại những chuyện trước đã gặp cậu và biết được thân phận của cậu là ai. Cậu đưa A Lam tới một căn lều để ẩn nấp. Cô muốn cậu rời đi, không phải vì tin vào lời của Phục Hy mà là vì không muốn cậu xảy ra chuyện. Nhưng tới nước này rồi, Vũ Canh vẫn kiên quyết không rời bỏ cô mà đi, vì cậu cũng không muốn cô xảy ra chuyện, nên quyết tâm bảo vệ cô tới cùng. Vũ Canh bỏ A Lam lại bên trong căn lều, rồi tiến ra ngoài đối chiến với hắn. Thập Hình đang truy lùng thì bất ngờ nhìn thấy nam chính đang chạy từ hướng bên kia. Bây giờ Vũ Canh cần dụ cho hắn đi ra khỏi vị trí của A Lam càng xa càng tốt. Thập Hình lao tới tấn công, đấm một cái làm cậu bay vào bên trong đống đổ nát. Hắn nghĩ rằng Vũ Canh sẽ không chịu đựng nổi nên tiến lại gần. Nhưng không, cậu bất ngờ vươn ra một cái ống như đại bác chĩa về phía hắn. Hắn nhìn thấy cái ống này liền tự giễu. Đây là cái ống gì vậy? Nghe vậy Vũ Canh chỉ mỉm cười và bắn ra một tiếng nổ lớn khiến hắn bay ra xa. Hóa ra trong lúc làm việc, có một lần Nguyên Nghĩa dẫn cậu đi thử nghiệm một loại thuốc nổ. Vũ Canh nghĩ ra cách trộn thuốc nổ với bổ sắt sẽ làm mức công phá của thuốc nổ đạt tới đỉnh điểm. Nhưng mà thợ rèn Nguyên Nghĩa lại ngăn cản lại và bắt cậu phải giữ bí mật về việc này không được tiết lộ ra bên ngoài. Sợ rằng đến tay của thần tộc thì e là thế giới này sẽ bị hủy diệt. Vũ Canh vốn tính tò mò nên đã lén Nguyên Nghĩa tự tìm tòi và sáng chế ra một loại vũ khí. Sau nhiều lần thử nghiệm thì bây giờ cũng đã sử dụng nó. Tên Thập Hình có vẻ như rất khoái chí với loại vũ khí tối tân này. Không biết cơ thể hắn làm bằng chất liệu gì mà ngay cả khi bắn ở phạm vi gần cũng không xi nhê gì. Sau đó hắn cầm cái ống lên mân mê khám phá nó, giơ vũ khí lên trước đầu, thuốc nổ bay ra công kích. Nhưng mà hắn không chết, chỉ chảy máu ở phần đầu. Nãy giờ hắn chỉ dùng thân mình chống đỡ đạn pháo mà không cần dùng tới thần lực. Hắn túm lấy cậu, đấm liên tục vào người Vũ Canh cho tới khi nào cậu không thể kháng cự lại được thì mới thôi. Rồi sau đó gã quay lưng đi tìm người khác để thỏa chí chiến đấu. Thế nhưng Vũ Canh đâu chịu thua dễ dàng như vậy. Nhớ lại lời nói của Khổng Tước từng nói, cậu đã xem đây như là nhà của mình. Điều đó khiến cho bản thân kiên cường đứng dậy tiếp tục chiến đấu quyết không chùn bước. Vũ Canh cầm chặt con dao trên tay, thay vì tiến tới tấn công thì cậu ngược lại làm cho hắn ta truy đuổi theo mình, ném những phi tiêu vào người hắn. Rồi sau đó nhân cơ hội bay tới đâm một nhát vào đầu tên đó. Máu chảy xuống nghĩ là hắn đã chết rồi, nhưng cái tên đó vẫn còn nhe răng cười được. Không hiểu tại sao dao xuyên qua đầu rồi mà hắn ta vẫn còn sống. Một lúc thì đã hồi phục lại túm lấy cổ của Vũ Canh. Hắn buông thả cậu ra, có vẻ như tên đó chỉ muốn tra tấn Vũ Canh mà thôi. Thấy vậy Vũ Canh nhanh chân tẩu thoát rồi đột ngột tấn công lén phía sau lưng. Lần này thì cậu đâm lại vào tim hắn nhưng bị xương chặn lại. Tên đó ôm cậu lên rồi siết chặt Vũ Canh vào tới con dao trên người mình khiến cho xương cốt của cậu hoàn toàn bị phá vỡ. Tới đây thì cậu bị trọng thương khá nặng nên quyết định dùng chiêu cuối cùng là hóa khói làm cho hắn bị mở mắt. Lúc này những con hồ điệp xuất hiện, thì ra Vũ Canh đấu với hắn để kéo dài thời gian cho A Lam có thể tập trung sức lực. Hàng vạn con hồ điệp bao vây lấy Thập Hình. Trong nháy mắt, đám hồ điệp tạo thành một lớp cuộn tròn tựa như sóng thần công kích Thập Hình khiến cho gã mất khá nhiều máu. Một lúc sau thì hắn cũng bị những cánh hồ điệp cắt đứt cổ rồi đầu lìa khỏi xác. Cuối cùng thì A Lam cũng đã báo thù được cho chồng mình, bởi vì phải sử dụng số lượng lớn hồ điệp nên thần lực của cô bị hao hụt. Bất ngờ từ đâu xuất hiện một con sói hoang túm lấy cô đi, cơ thể tên Thập Hình đột nhiên bình phục trở lại. Nhìn thấy điều này Vũ Canh vô cùng ngạc nhiên. Thập Hình dùng A Lam để uy hiếp Vũ Canh vì không muốn cô bị liên lụy nên tỏ vẻ không quan tâm tới A Lam. Nhưng sau khi nhìn thấy cô bị uy hiếp thì Vũ Canh lại không chịu đựng được nữa. Đau khổ, phẫn nộ, tuyệt vọng, hận thù, những điều này sẽ chuyển hóa thành sức mạnh. Thứ mà Thập Hình muốn nhìn thấy đó chính là bộ mặt đau khổ của cậu để Vũ Canh có thể phát huy sức chiến đấu. Bởi vậy gã càng thêm tra tấn cô, thân thể cô rơi xuống nằm ngã ngửa. Bỗng dưng lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn xuất hiện. Đây chính là loại thần lực cổ xưa mạnh mẽ nhất, bộ sắc giới thần lực. Thập Hình nghĩ đó là thiên, nhưng khi quay lưng lại thì nhận ra người đang phát ra sức mạnh đó lại chính là Vũ Canh. Mà ngay cả Vũ Canh cũng ngạc nhiên, cơ thể như bị tan biến dần. Không chịu nổi áp lực, cậu không thể khống chế được năng lượng này. Mọi cảnh vật xung quanh cậu đều bị sức mạnh phá hủy. Mọi thứ bây giờ đều vỡ vụn, cơ thể Vũ Canh bắt đầu tan biến. Một chút cảm giác cũng không còn. Đây chính là quá trình thiên khải mà A Lam đã từng nói với cậu. Nó sẽ xuất hiện bất ngờ.
Thiên Khải thất bại đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chết, nhưng mà cậu còn một số người chưa được gặp, một số việc chưa được làm, chết như vậy thì thật đáng tiếc. Chỉ muốn bảo vệ Alam mà Vũ Canh đã hành xử như vậy, không ngờ nó lại mang kết quả như thế này, Alam ở bên ngoài chỉ biết khóc thương. Vũ Canh cảm thấy trái tim nhói lên, biết rằng mạng sống của mình sắp kết thúc. Ngay cả sức mạnh bảo hộ duy nhất là chú Văn cũng không chống lại được sự tan biến của cơ thể. Cậu tan biến thành những mảnh nhỏ, tan trong gió, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi như thế đấy. Nơi khác, trận chiến của Phục Hy với Quỷ Mộc vẫn đang diễn ra. Lúc này ông bị phân tâm bởi nhìn thấy được quá trình đi ngược thần lực của Vũ Canh phát sáng, cho nên định đi tới giúp cậu. Chỉ là đúng lúc này Thiên Khôi xuất hiện, chỉ một vài chiêu thức thì ông đã bị hắn đánh bại. Nhóm người của thần ẩn bộ vẫn đang đi tới nơi ẩn náu. Khổng Tước có linh cảm thần tộc không còn đuổi theo sau khi nhận được tình báo điểm tập hợp không có ai cả, nên Vân Trung Tử quay trở lại tìm kiếm tung tích của mọi người. Khổng Tước ở lại điều phối nhóm còn lại làm theo kế hoạch. Nơi khác, mặc dù cơ thể Vũ Canh lần nữa hồi phục được, và hóa ra cậu không chết là bởi vì trong giây phút nguy cấp, Thập Hình đã sử dụng thần lực của mình dẫn lối. Và cái giá phải trả chỉ là một bên tay của chú Văn. Lý do mà hắn quyết định cứu mạng chỉ là vì thấy có duyên với cậu, và gã cũng nói rằng trận chiến của Vũ Canh với gã chỉ mới bắt đầu mà thôi. Về phía Phục Hy, sau khi bại trận thì Tâm Nguyệt Quỷ xuất hiện. Mặc dù Phục Hy chính là phụ thân của Tâm Nguyệt Quỷ, nhưng bà ta lại không chút lương tình, trực tiếp sử dụng sức mạnh lấy đi đôi mắt của ông. Bởi vì tu luyện chú Văn nên mắt của Tâm Nguyệt Quỷ đã bị thương, rất lâu rồi bà ta không thể nhìn thấy được. Mặc dù đã thử rất nhiều cặp mắt của nhiều người nhưng không phù hợp, cho nên quyết định tìm kiếm Phục Hy lấy cho bằng được. Sau đó bà ta cười lên một cách sung sướng và đồng thời cũng không quên nói một câu cảm ơn cha. Hai tên biến thái nhìn thấy Alam nằm đó, bọn chúng liền ra tay cưỡng hiếp. Cô không hé răng cầu xin nửa lời, chỉ đón nhận kiếp nạn không thể tránh khỏi với ánh mắt vô cùng hiền ngang bất khuất. Vũ Canh từ xa nhìn không tin vào mắt mình. Đối với cậu, đây tưởng chừng như là giấc mơ. Cậu ta muốn cứu Alam nhưng không thể. Giây phút ấy, Vũ Canh chỉ mong mình có thể ngất đi để không nhìn thấy những gì không muốn thấy nữa. Vậy nhưng đầu óc của cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ là bất lực, dương mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Nội tâm của Vũ Canh và Alam đang gào thét nhưng chẳng thể làm gì mặc cho số phận an bài. Tâm Nguyệt Quỳ cầm trên tay đôi mắt của Tế Sư, đó chính là không thức giới thần lực mạnh nhất trong tu luyện của năm cảm quan, rồi từ từ đưa nó vào đôi mắt của mình. Đôi mắt đó còn lưu giữ toàn bộ tri thức và trải nghiệm của Phục Hy, nên từ đó bà ta lại có thêm một lượng lớn thông tin hữu ích. Nhớ năm xưa, Phục Hy làm trái với thần tộc Thiên Đạt Sa. Ông nói về việc nhiều năm qua khai thác khoáng huyết thạch mà nhiều con người phải trả giá quá đắt cho việc đó. Ông không cam tâm mới lên tiếng thay cho bọn họ. Mà hôm nay chính con gái ông lại đứng ra chất vấn thay cho Thiên. Được biết bà ta mang trong người đứa con của hắn nên rất được sủng ái. Bà phạt ông đi lưu đày. Ông đã nhận ra con người đen tối của Ả Tử Lâu luôn dòm ngó vị trí đại tế sư mà bày mưu tính kế để hãm hại cha mình rồi leo lên vị trí đó. Xong rồi Phục Hy bị giam cầm vào tử ngục là Thiên Nhai Hải Giác. Thành viên thần tộc làm trái lệnh thần giới Thiên Đạt Sa sẽ bị giam cầm ở nơi này cho tới chết. Thời gian trôi đi, số thần phản động bị giam cầm ngày càng tăng. Những người này đều là những con tốt hy sinh sau khi Tâm Nguyệt Quỳ lên nắm quyền. Bọn họ không quy phạm luật của thần giới, tội danh của họ cũng đều giống với Phục Hy, đó là họ dám nói ra sự thật. Những ngày bị giam cầm, ông tịnh tâm tu luyện, thần lực mạnh lên một cách vượt bậc, có thể nhìn thấy được mảnh ghép của vận mệnh. Ông còn thấy được ngày tận thế của thần tộc. Trong một lần tình cờ, Phục Hy thoát thân thành công, trải qua hành trình gian khổ, ông dẫn theo một vài người bị giam của thần tộc, cuối cùng cũng thoát khỏi thần vực. Bọn họ lênh đênh trên biển khơi, sau khi vào đất liền, ông định đi lan truyền tiên đoán của mình. Về sau này, ông đã tập hợp được những thành viên phản thần đang ẩn náu khắp mọi nơi lại, lập ra thần ẩn bộ. Trở lại với hiện thực, Tâm Nguyệt Quỳ ra lệnh Thiên Khôi mang Phục Hy về thần vực, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, bà ta không thèm truy đuổi những người còn lại. Một khung cảnh bầu trời nắng ráo chiếu xuống hừng hực như lửa đốt cháy cả vùng sa mạc này. Xung quanh lấy đi sự chết chóc, bây giờ Vũ Canh đang cơn mê man, không biết được rốt cuộc hắn ta muốn đưa Vũ Canh đi đâu. Vũ Canh cố gắng tẩu thoát, nhưng sức nóng của sa mạc làm cho cậu bị kiệt sức. Tên Thập Hình tiến lại gần cậu, thả đổ nước xuống đất chứ không cho Nam Chính uống, sau đó hắn ta ra đòn trừng phạt. Sở dĩ gã muốn đưa cậu đi vì thích tinh thần háo chiến của Vũ Canh, điều mà các đối thủ trước đó của hắn không có. Hắn đưa cậu tới một nơi được coi là địa bàn của hắn, bước vào bên trong đó chính là ngục tù. Những tên binh sĩ ra chào đón, nhìn bọn chúng tựa như những xác ướp, hắn ra lệnh cho đám binh sĩ canh chừng Vũ Canh cho cẩn thận.
Đêm đầu tiên cậu bị giam giữ, bọn chúng đưa cậu vào một căn phòng giam. Bọn người áp giải cậu tới đây, cơ thể đều lạnh như băng, hầu như không nghe được tiếng thở, thoạt nhìn không phải là thần tộc mà cũng không phải con người. Nói cho cùng, Vũ Canh cảm thấy nơi này thật kỳ dị. Cậu nhìn lên bức tường thấy sợi xích đang di chuyển, thì ra trong nhà lao này có thêm một người nữa. Chưa gì hắn ta đã dùng sợi xích thắt chặt cổ cậu lại rồi ném vào bức tường. Hóa ra hắn ta chính là Tử Vũ Thúc Thúc. Bởi vì cậu ở trong thân xác của người lạ nên Tử Vũ đã không nhận ra. Tên thập hình đứng bên ngoài nghe ngóng, hắn cũng như Tử Vũ không biết được thân phận thật sự của Vũ Canh, cứ ngỡ cậu là một người phàm bình thường. Lý do chủ chốt mà hắn bắt Vũ Canh chỉ vì cậu có sức mạnh. Chỉ vì muốn chiến đấu với những kẻ mạnh nên hắn đã đi khắp nơi tìm kiếm, mang những người mạnh về để cho bọn họ có thể tập hợp sức mạnh, để thêm một lần nữa thách đấu với hắn ta. Nhưng người mà thập hình luôn chờ đợi đối chiến nhất chính là Tử Vũ, vẫn luôn đợi thời cơ ông ta bình phục. Lúc này đây, đang bị giam cầm trong ngục tù, Tử Vũ đột nhiên nhớ lại những năm tháng phiêu du tự tại, không ngờ thời gian thấm thoát đã qua 5 năm, ông luôn trông đợi những mảnh ghép sinh mệnh. Không biết là có ai còn nhớ tới kinh thiên nhất kiếm của đại kiếm sĩ nữa không? Năm xưa Tử Vũ gây họa lớn khi bản thân tự giết chết một thần tộc trước mặt mọi người, làm cho cô ta mất luôn cả nguyên thần. Tầm Nguyệt Quỳ thay mặt thiên tới truy cứu, đáp lại thì sẽ phải cách cống nạp hàng năm một lượng lớn huyết thạch, quyết không cho Tử Vũ bước vào thành triều ca. Nhắc tới huyết thạch là bà ta sáng mắt nên mới đồng ý tha mạng cho Tử Vũ, bù lại cô ta đề bạt lượng huyết thạch tăng lên gấp 10 lần. Sau khi bị trừng phạt, Tử Vũ phiêu bạt sang hồ, lênh đênh trên biển khơi, không biết đi đâu về đâu. Hôm đó khi ngủ dậy nhìn thấy xung quanh hóa sương mù, ông nhìn thấy được khoan đảo nên đã tới đó. Nhớ lại ngày giết thần tộc, lúc đó ông muốn giác ngộ gác kiếm nên muốn tìm một vị bằng hữu để sao thanh đao bảo kiếm của mình lại. Ông ước muốn được sống một cuộc đời an nhàn về sau. Trong lúc đi tìm kiếm, có một cô gái vì được mọi người tôn sùng vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước của mình nên tự xưng là nữ thần. Tử Vũ đi ngang qua, ông không thèm để ý tới ả dù chỉ là một cái nhìn, thấy vậy cô ta mới buông lời ngăn cản. Bên này, Tử Vũ không những không thèm ngắm nhìn mà còn buông lời sỉ nhục lại. Bởi trong lòng ông đã có một người con gái đẹp nhất nên không thèm để tâm tới những cô gái khác. Thấy bản thân mình bị miệt thị trước mặt mọi người, cô ta liền phẫn nộ rồi động thủ. Tử Vũ vực dậy phòng thủ tấn công lại, chỉ một nhát đao mà ông đã giết chết được người của thần tộc. Vì chuyện này, rất có thể thần tộc sẽ không bỏ qua. Để tránh thành triều ca bị liên lụy, kể cả sư huynh của mình, nên ông đã chạy tới Hoan Đảo để ẩn náu. Sâu thẳm trong rừng, A Lam hôn mê mấy ngày đã tỉnh lại, chính Tử Điện đã cứu cô thoát khỏi bọn biến thái rồi mang về điều trị. Do vết thương của A Lam khá nặng nên gã ta đã ở lại chăm sóc. Tử Điện vẫn không khỏi si mê cô nàng nhưng A Lam vẫn luôn giữ khoảng cách và nghi ngờ. Thấy bên kia đã khỏe lại nên gã định rời đi, A Lam hỏi thăm tình hình của những người trong thần ẩn bộ. Được biết Phục Khi bị thương rất nặng, tới khi A Lam hỏi Vũ Canh như thế nào thì Tử Điện không đáp liền rời đi. Vũ Canh ngủ dưới gốc cây, cậu bừng tỉnh lại, hóa ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ, tay của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Bóng trời tối sầm như sắp đổ mưa, từ xa cậu nhìn thấy bóng dáng của A Lam liền vẫy tay gọi. Cô bảo Vũ Canh không cần đi lên núi nữa bởi vì mọi người đã chết rồi, cánh tay của Vũ Canh đột nhiên biến mất. Đó không phải là giấc mơ, đó chính là sự thật, chỉ là cậu chưa chấp nhận được điều đó. Ở thành Triều Ca, Bạch Thái cùng những người bạn mở tiệm bán bánh bao dưới gốc cây đa. Nó nổi tiếng chú danh trong thành, những người tới mua đều phải xếp hàng. Có người còn đòi mua tới 10 suất bởi vì bánh bao mà cô làm quá ngon, việc buôn bán của bọn họ vô cùng thuận lợi. Thật ra cô mở tiệm bánh bao để đợi một người, bởi cô có hẹn với Vũ Canh gặp nhau dưới gốc cây đa. Tuy rằng cậu vẫn chưa tới nhưng không vì thế mà làm cho cô nhụt chí, tin rằng một ngày không xa nữa bọn họ có thể tương phùng. Và tới đây thì tập phim khép lại, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé!